Ok, hi everyone. Today chúng ta lại tiếp tục trở thành đầu bếp thôi. Thử xem ạ, next level ạ. Xem I can upgrade gì ạ. Trời luôn. Nghèo nhưng mà vẫn phải cơi nới anh em ạ. Hình như còn thêm cái ghế thì phải. Game càng chơi càng quấn, không muốn nghỉ tí nào luôn. Game này từ đầu tưởng chơi có vẻ là khá là relax nhưng mà không, căng thẳng quá luôn. Bày bán nào, chuẩn bị sẵn hàng nào. Oh shit. Come on. Why? Sorry guys. Oh shit. Come on. Quả đấy khó đấy. Đéo phải đùa đâu. Oh shit. Đéo ổn rồi, đéo ổn rồi. Shit. Wow. Shit. Tí thì quên. Căng thẳng tới chết ạ. Wow.
Càng ngày game càng khó. Go to try nơi update đan rồi I work in the good hơn better. What the fuck? Shit. Come on. Đơn thì mà ơn cái lại thêm cái này. Ôi giời ơi. Unlike you can steam boys and there. Ôi giời ơi, lại còn phải thêm nơ để trang trí ạ. Bài lên ok. Wait for it. Ủa. Yeah. Come on. Wow. Nan không thể thở được. Can break. Can break. Work so chat. Wow, bottom double rồi. Oh shit.
Level Chiến đấu nào anh em? Ôi, trời hạt tu game. Này, hello. Wow. Wow. Oh shit. Wow. Yeah. I do it. I can do it. I can do it. Just do it. Nothing, nothing. Nhiều vai luôn. Sâu mắc. Nhiều đến mức đéo thể thở nổi. Đúng kiểu làm bán hàng tới chết ạ. Make money to Level 3. All right.
tiền đấy chứ, không phải đùa đâu. Ok, next level. Game càng ngày càng thách thức người chơi. Ok. Yêu sút xe với. Đợi tôi mấy giờ ngoài rồi thì vừa. Giờ bị à. Happy to head hết. Ok. Nice shoe. I can't believe I do it. Wow. Một tựa game khá là khó khó nhằn đấy. Không biết phải đùa đâu. Ok. Wait 20 minutes mà I can do it. Wow, so tired. Wow. Is the game not the Z-Lag? Yes, yeah. You can relax. Wait, okay. Một cái game luôn tay luôn chân ạ, vãi luôn. Ok, goodbye my friend, don't forget subscribe and like my video, okay? Bye bye, see ya. Okay, let's go to bed. I'm tired. Alright, bye bye, see ya.